Wow, xin chào bạn. Tôi là Dương Đăng Phúc, là người sáng lập ra website Cách Kiếm Tiền Online. Thì rất vui là bạn đã ghé thăm vào website này của tôi. Thì trong website này sẽ chia sẻ bạn những cái bài viết, những cái video để giúp bạn có thể kinh doanh thành công trên Internet. Những cái yếu tố cần thiết nào để bạn có thể vận hành việc kinh doanh của bạn. Ngoài ra nếu bạn muốn để chúng ta tạo một cửa hàng trên mạng, một shop online, thì bạn có thể tham khảo ngay ở link dưới. Ok, thì ở Nhú sẽ hướng dẫn cho bạn cách thức để chúng ta có thể mở một shop online như thế nào, cái mô hình shop online tân tiến nhất, áp dụng những chiến lược từ những bậc thầy trên thế giới vào cái mô hình shop online này sẽ giúp bạn có thể xây dựng shop, điều hướng lưu lượng truy cập và chăm sóc khách hàng. Ok, rất nhiều công thức, bạn hãy tham khảo ngay ở link dưới. Ok, và hẹn gặp bạn ở những kiến thức thú vị sau nhé. Xin chào bạn.